莫要行恶，助纣为虐。Hello, chào mừng 500 anh em đã quay lại với kênh Heo VKT. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái game rất là hay. Khi mình nói là hay. Đó, bây giờ chúng ta vào game nha. Đó, có một cái server mới nè. Ồ, ngày 6 tháng 9 mới có một server mới nữa. Hôm nay là ngày mấy ta? Hôm nay là ngày 5, vậy là mai có một server mới. Chúng ta chơi server cũ đi. Nữ anh em đi. Chọn nam đi. Đặt tên nhân vật theo ý thích của các bạn nha. Đầu vô là nó cho chúng ta là mát VIP nè, đó. Cái VIP này thấy không? Đó, và 38.666 kim cương. Các bạn đừng có lo. Đó, bắt vào đây cái chỗ VIP nè, đó. Các bạn thấy gì không? Đó, cứ mỗi VIP là các bạn được mua nè, đó. Được thêm 1.000 kim cương nữa, đó, trời ơi. Đó, rồi cứ mỗi VIP thì chúng ta được 100 kim cương. Ở đây là chúng ta được nhận là VIP 24 nha các bạn, là được thêm 2.400 với nãy 1.000 nữa là 3.400 với nãy 38 39 42.000 kim cương tất cả, trời ơi quá trời luôn, tính muốn không hết luôn vậy. Cái này nhận VIP là free nha các bạn, không tốn tiền mà còn được tiền nữa. Rồi, nhận được thêm mấy cái set đồ nè. Rồi, nhìn con này đẹp nhất nè, lấy con này đi. Ủa mà chọn không được, chọn được có con này. Đây chúng ta có bộ này. Xe bò mới là cách 1-2 ngày là ra một lần nha các bạn. Đó, mở là được thần thú. Game tương đối hay nên sẽ bỏ lắc lắc một chút nha các bạn. Ta
别的不爱，最爱瞧瞧你这种羞答答的小心。我只是没有出手，并不代表。Bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm game nha. Có này, ôi ôi một cục băng chà bá luôn. Đó, được vũ khí nè, mở ra được chưa? Bấm vào đây là auto cho nó tự up nè. Up tay luôn, up auto luôn. Nãy dùng kinh công ghê hồn. Rồi, đánh đã là được có một viên một. Nè, đánh boss nè các bạn. Có kim cương, có đồ nè. Chút đánh, giờ còn yếu quá. Đây là có tiệt chiêu nè các bạn. Đó.
善不可欺，恶不可长。修炼是一朝一夕积累而成。Ồ, đây nãy được cây một cây hồng binh nữa nè. Đó, tự lướt qua luôn. Ừ. Tự đánh hết luôn rồi. Các bạn thấy đồ quá đẹp không? Thôi kiếm luôn. Thôi mình buồn ngủ quá, còn lại các bạn tự ấy nha. Thôi chúng ta gán cho tới server 39 đi. Long level 39 đi. Ồ, làm xong một nhiệm vụ là lên 36 rồi kìa. Đang mở cái con bé gì nhúng nha, nhúng nhảy bên góc nè. Ba mươi bảy rồi, hai level nữa. Ba mươi tám rồi, còn một nữa. Rồi đủ 39 à. 55 là mở cánh nha các bạn. Ừ, 40 luôn, 40 mở cường quá.
上不可吃，饿不可长。Ô, còn lại các bạn mở nha. Đó, mở được cái đôi cánh nữa nè. Ừ, mình buồn ngủ quá. Đánh xong cái bó bản này nữa đi. Game chơi hay á, đồ họa đẹp nè, Huy cũng nhiều nè, dễ kiếm đồ. Anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, một share. Và đừng quên đăng ký kênh của mình nha, để ủng hộ mình làm những video tiếp theo. Nó chạy giết luôn á trời. Rồi bye bye anh em. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó. Bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích vào quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.